Cảm ơn quý vị đã giữ băng tần 14.5 của đài CBN. Và bây giờ Bảo Châu xin được trở lại với bản tin đầu tiên trong phần tin Hoa Kỳ. Kính thưa quý vị, tỷ phú Mike Bloomberg rút khỏi cuộc tranh cử tổng thống 2020. Cựu thị trưởng New York đã quyết định rút lui sau khi cựu phó tổng thống Joe Biden vượt lên giành chiến thắng lớn và kế đến là ứng cử viên Bernie Sanders trong ngày siêu thứ ba vừa qua. Bloomberg News vào ngày 4 tháng 3 cho biết rằng tỷ phú Michael Bloomberg đã chấm dứt chiến dịch tranh cử vào cùng ngày sau khi không thể thuyết phục cử tri của đảng Dân Chủ rằng ông là sự lựa chọn xứng đáng nhất để đánh bại đương kim tổng thống Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 11 năm nay. Cuộc đua của nhà tỷ phú đã kết thúc cho dù ông đã rót vào chiến dịch của mình số tiền khổng lồ lên tới hơn nửa tỷ Mỹ Kim. Tỷ phú Bloomberg cho biết ông ủng hộ cho ứng cử viên Joe Biden. Trong sự kiện bầu cử sơ bộ siêu thứ ba vào ngày thứ ba vừa qua, với sự tham gia của 14 tiểu bang và vùng lãnh thổ American Samoa, cựu phó tổng thống Joe Biden đã chiến thắng áp đảo tại 10 trong 14 tiểu bang, qua đó giành được tổng cộng 453 phiếu đại biểu để tham dự đại hội toàn quốc của đảng Dân Chủ, là sự kiện quyết định ứng cử viên đại diện cho đảng ra tranh cử với Tổng thống Donald Trump. Và tiếp theo là tin kết quả ngày bầu cử siêu thứ ba. Cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Dân Chủ tại Hoa Kỳ trong ngày siêu thứ ba đã kết thúc, với ưu thế thuộc về cựu phó Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden. Ứng cử viên Bernie Sanders đứng ngay sau với chiến thắng quan trọng tại tiểu bang California. Như vậy, chặng đua sắp tới của cuộc bầu cử sơ bộ đảng Dân Chủ dường như sẽ chỉ còn tập trung vào hai ứng cử viên ngang tài ngang sức là cựu phó tổng thống Joe Biden và thượng nghị sĩ bang Vermont Bernie Sanders. Bởi hai ứng cử viên này liên tục theo sát nhau trong việc giành số đại biểu ở các tiểu bang bầu cử. Cựu phó tổng thống Joe Biden đã có sự bứt phá ngoạn mục và dẫn trước ứng cử viên Sanders với thắng lợi liên tiếp tại 10 tiểu bang gồm Texas, Virginia, Alabama, Oklahoma, Tennessee, Minnesota, Arkansas, North Carolina, Massachusetts và Maine. Trong số những tiểu bang này, chiến thắng tại Texas có ý nghĩa quan trọng bởi Texas là một trong hai tiểu bang có số lượng đại biểu lớn nhất với 228 đại biểu. Trong khi đó, thượng nghị sĩ bang Vermont Sanders chỉ về nhất ở 4 tiểu bang gồm Colorado, Vermont, Utah và California. Kính thưa quý vị, trong khi đó số người tử vong vì virus COVID-19 tại Hoa Kỳ đã trở thành 9 người và số ca nhiễm đã tăng lên 125 trường hợp. Theo CNN, quận Contra Costa County ở Bắc California thông báo ca nhiễm virus corona đầu tiên ở quận hạt này vào ngày thứ Ba vừa qua, nâng tổng số ở Hoa Kỳ lên đến 125. Tuy nhiên, đây chỉ là trường hợp dương tính sơ khởi, tức là xét nghiệm dương tính tại một phòng thí nghiệm y tế địa phương và đang chờ Trung tâm Kiểm soát Phòng ngừa Dịch bệnh CDC xác nhận. Bệnh nhân là cư dân Contra Costa County, gần đây không đến những vùng dịch và không tiếp xúc với bất kỳ ca nhiễm nào đã được xác nhận, theo một thông cáo báo chí cho biết. Bệnh nhân đang được điều trị tại một bệnh viện địa phương. 125 ca nhiễm COVID-19 xuất hiện tại 13 tiểu bang ở Hoa Kỳ, phần lớn là ở California và Washington. Các trường hợp còn lại được xác nhận ở Arizona, Florida, Georgia, Illinois, Massachusetts, New Hampshire, New York, North Carolina, Oregon, Rhode Island và Wisconsin. Tính đến nay, 9 người đã chết vì COVID-19 ở Hoa Kỳ và tất cả là ở tiểu bang Washington. Tiếp theo là tin số người thiệt mạng vì gió lốc tại Tennessee tăng. Theo thống kê mới nhất, đã có ít nhất 25 người thiệt mạng sau khi một trận lốc xoáy dữ dội bất ngờ tràn qua tiểu bang Tennessee hôm thứ Ba. Tại cuộc họp báo sáng nay thứ Tư 4 tháng 3, giới chức trách cho biết vẫn còn một số thi thể hiện đang kẹt trong các đống đổ nát chưa được kiểm kê. Nhà chức trách cho biết 19 người đã chết tại Putnam County. Những nạn nhân khác đã thiệt mạng tại các hạt Wilson, Davidson và Benton. Thống đốc Billy cho biết nhiều cư dân vẫn còn mất tích. Đặc biệt là tại Putnam County, tiểu bang Tennessee đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Khoảng 47.000 cư dân đã bị cúp điện và hàng chục ngôi nhà bị sụp đổ. Gió đạt tốc độ tới 155 dặm một giờ, tức lốc xoáy ở mức EF3. Tại núi Juliet và vùng Donaldson, tại những vùng bị ảnh hưởng, người dân địa phương mô tả khung cảnh giống như là vùng chiến sự sau khi lốc xoáy đi qua.
Do ảnh hưởng bởi thiên tai, một thẩm phán đã cho phép kéo dài giờ bỏ phiếu trên toàn tiểu bang. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ xét xử về quyền lực của người Tổng thống. Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ vào hôm thứ Ba 3 tháng 3 lắng nghe cuộc tranh luận của các luật sư về việc có nên tạo sự dễ dàng cho Tổng thống khi muốn giải nhiệm người đứng đầu một cơ quan thi hành luật về bảo vệ quyền lợi tài chính của người tiêu dùng. Các chuyên gia pháp lý nói rằng phán quyết của tố cáo pháp viện trong trường hợp này cũng có thể ảnh hưởng đến hàng loạt các cơ quan khác. Vấn đề được đưa ra trước các thẩm phán tố cáo pháp viện vào hôm thứ Ba liên quan đến Văn phòng Bảo vệ Tài chính Người Tiêu dùng, tức là Consumer Financial Protection Bureau, CFPB, cơ quan mà Quốc hội Hoa Kỳ lập ra để đối phó với các tai tiếng tài chính trong cuộc khủng hoảng vào năm 2008. Cơ quan này cũng là ý tưởng của Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren, người đại diện tiểu bang Massachusetts và hiện là một trong các ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ. Tiếp theo là một bản tin từ tiểu bang California. Berkeley, Bắc California thông báo ca COVID-19 đầu tiên. Thành phố Berkeley thuộc California vừa thông báo ca nhiễm virus corona đầu tiên vào thứ Ba 3 tháng 3. Đó là một cư dân vừa từ một quốc gia có dịch trở về. Cư dân này về đến Berkeley. Ngày 23 tháng 2, do lo ngại có thể bị lây nhiễm trong thời gian du lịch, nên người này đã tự nguyện cách ly ở nhà. Theo một tuyên bố của thành phố Berkeley, Sở Y tế Berkeley đã đang điều tra liệu người này có tiếp xúc với ai chưa. Người nào có thể đã tiếp xúc với bệnh nhân sẽ được xác định. Thông báo và đánh giá tuyên bố nói, ông G. William Ridley, tổng quản trị của Berkeley, cũng ban bố tình trạng khẩn cấp vào trưa cùng ngày. Việc ban bố tình trạng khẩn cấp sẽ cho phép thành phố huy động nhiều nguồn lực hơn để chuẩn bị cho bất kỳ trường hợp nhiễm bệnh nào khác. Cũng vào thứ Ba, California mở kho dự trữ mặt nạ chống độc N95 cho nhân viên y tế sử dụng. Tuy nhiên, theo một tuyên bố của Bộ Y tế California, nhiều mặt nạ trong kho dự trữ của tiểu bang đang gần hết hoặc quá hạn sử dụng và chỉ được dùng trong những tình huống ít rủi ro. Một lần nữa, kính mời quý vị vẫn tiếp tục giữ màn hình của đài CBN trên băng tần 14.5. Và chúng tôi sẽ trở lại ngay với phần tin Việt Nam.